Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Sức khỏe Online. Sức khỏe Online hôm nay xin giới thiệu đến quý vị một vị thuốc hay trong đông y, đó là vị thuốc Hoàng Kỳ. Vậy vị thuốc Hoàng Kỳ nó có tác dụng như thế nào? Nó có tác dụng dược lý ra sao? Xin mời quý vị và khán giả cùng Sức khỏe Online đón xem. Hoàng Kỳ là cây thuốc quý, dạng cây thảo sống lâu năm, thân mọc thẳng đứng phân nhiều cành, cao khoảng 6-70 cm, phân nhiều cành. Rễ hình trụ đường kính 1-2 cm, dài và đâm sâu, dai rất khó bẻ, vỏ ngoài màu nâu đỏ hay màu vàng nâu. Lá kép lông chim lẻ, mọc so le, gồm 15-25 lá chép hình trứng dài, trên trục lá có lông trắng, lá kèm mọc rời, lá kèm phía dưới hình trứng tròn, lá kèm phía trên hình mát. Lá chép có từ 8-13, dài từ 6-20 m, rộng 3-8 mm, đầu lá nhọn hoặc tròn. Hoa tự dài hơn lá. Nhị đực 10, xếp thành 2 bó. Quả loại đậu hình bán nguyệt bẹt, dài 2-5 cm, rộng 9 mm, có lông dính giác quả, đầu quả dài ra thành hình gai nhọn. Ở Trung Quốc mùa hoa vào tháng 6-7, quả tháng 8-9. Sống tốt ở nơi đất cát, thoát nước tốt, bờ rừng, hay gặp ở các tỉnh Diên An, Du Lâm, Cửu Kê, Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc, Tứ Xuyên. Cây được trồng hoặc mọc hoang ở Trung Quốc. Mãi cho tới nay nước ta còn phải nhập Hoàng Kỳ của Trung Quốc ở nước ta mới còn đang di thực chưa được phổ biến. Rễ hình viên trụ, rắn và có bột, ít khi phân nhánh, trên thua dưới nhẵn, dài 30-60 cm, đường kính 1-5-3-5 cm. Mặt ngoài màu vàng cho hoặc nâu xám, có những vân dọc. Mặt bẻ có những sợi cứng và xơ. Chất mềm xốp và cứng, vỏ ngoài màu trắng, chính giữa màu trắng vàng, giữa hai lớp có vòng màu nâu nhạt, có nhiều củ có khe từ chính giữa phát lan ra. Rễ to mập nhiều thịt ít xơ, dai bền, ruột vàng là tốt. Tác dụng dược lý tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. Thúc đẩy quá trình chuyển hóa trong cơ thể, tác dụng lợi tiểu, tăng lực co bóp của cổ tim bình thường, kháng khuẩn, đối với tử cung, đối với gan. Vị thuốc Hoàng Kỳ vị ngọt, tính hơi ôn, bản kinh. Ý ấm, vị ngọt, tính bình, y học thải nguyên. Vị ngọt, tính hơi ôn, trung dược học. Vị ngọt tính hơi ấm, trung dược đại từ điển. Vị ngọt, tính ấm, lâm sàng thường dụng trung dược thủ sắc. Chủ trị, chủ ung nhọn lở loét lâu ngày, bài nùng, chỉ thống, trị bệnh phong mũi, ngũ trĩ, bổ hư, tiểu nhi bách bệnh, bản kinh. Chủ tử cung bị phong tà khí, trục ác huyết ở ngũ tạng, bổ hư tổn, nam giới, ngũ lao, năm tạng hư tổn, gầy ốm, chỉ khát, bụng đau, tiêu chảy, lị, hít khí, lợ âm khí, biệt lục. Chủ hư suyễn, thận suy, tai điếc, trị hàn nhiệt, dược tính bản thảo. Trị hư lao, mồ hôi tự ra, bổ phế khí, làm mạnh da lông, tả phế nhiệt, mạch huyền, mồ hôi tự ra, trị tỳ vị hư nhược, các chứng ung mụn họng, lỡ ngứa, y học khởi nguyên. Dùng sống, trị mồ hôi tự ra, mồ hôi trộn, huyết tí, nhũ ung thư, mụn nhọt, không vỡ mũ hoặc mũ mà không gom miệng. Dùng nướng, trị nội thương lao quyện, tỳ hư, tiêu chảy, thoát da, khí hư, huyết thoát, băng đới, các chứng khí suy, huyết hư, trung dược đại từ điển. Trị đái đường, đái đục, đái uống. Trị khí hư, không có sức, ăn ít, trung khí hạ hãm, tiêu chảy lâu ngày, thoát da, tiêu ra máu, băng lậu, phần biểu hư mồ hôi tự ra, khí hư, thủy thuận, cung nhọc không vỡ mũ, vết thương không liền miệng, huyết hư, gầy ốm, nội nhiệt, tiêu khát, thận viêm mạn, tiểu đục, tiểu đường, nướng mật có tác dụng ích khí bổ trung, trị khí hư, không có sức, ăn ít, tiểu đường. Liều dùng 12-20 g, có khi tới 80 g. Ứng dụng lâm sàng của vị thuốc Hoàng Kỳ. Trị phong thấp, mạch phù, cơ thể nặng, sợ gió, ra mồ hôi, bạch tuộc 30 g, cam thảo 20 g, Hoàng Kỳ 40 g, phòng kỷ 40 g. Tán bột. Mỗi lần dùng 20 g, thêm gừng 4 lát, táo 1 trái, sắc uống, phòng kỷ Hoàng Kỳ thang, kim quỷ yếu lượng. Trị huyết tí, âm dương đều yếu, mạch bộ thốn và quan đều vi, bộ xích tiểu, chết, bên ngoài cơ thể rất cảm giác, giống như chứng phong tí, Hoàng Kỳ, quế chi, cực dược đều 120 g, sinh cương 240 g, táo 12 trái. Sắc, chi ra uống, Hoàng Kỳ quế chi ngũ vật thang, kim quỷ yếu lượng. Trị vàng da.
do nghiện rượu, vùng dưới tim đau, chân sưng, tiểu vàng, hoặc rượu sinh ra những nốt vàng đen đỏ ở da, do say rượu quá mà gặp gió và nước mà gây ra. Hoàng kỳ 80g, một lam 40g, tán bột, uống mỗi lần 8g với rượu, ngày 3 lần, rượu hậu tương. Trị tiêu khát, can địa hoàng 200g, chích thảo 120g, hoàng kỳ 120g, mạch môn, bỏ lõi 120g, phục thần 120g, quắc lâu 120g, sắc uống. Quắc lâu 120g, sắc uống, hoàng kỳ thang, thiên kim phương. Trị móng tay lỡ sưng tấy ở hai bên ngón tay ngón chân, lòi thịt đỏ, hoàng kỳ 80g, lan nhự 120g, ngâm với giấm một đêm, thêm mỡ heo 5 chén nhỏ, sắc với lửa nhỏ còn 3 chén, bỏ bã, bịt ở trên chỗ lỡ loét, ngày 3 lần thay, thịt đó sẽ tiêu, ngoại đài bí yếu. Trị phế ung, thổ ra huyết, hoàng kỳ 80g, tán bột, mỗi lần dùng 8g sắc vến uống lúc còn nóng. Ngày uống 3-4 lần, thánh huệ phương. Trị các chứng hư, bất thúc, chân tay mỏi mệt, ngực phiền, hồi hộp, tiêu khát, miệng môi khô, sắc mặt vàng uống, không muốn ăn uống hoặc đầu khát mà sau phát ghẻ nhọt, hoặc bị mụn nhọt rồi sinh ra khát. Chích thảo 40g, hoàng kỳ, nướng mật 240g, dĩa nát, mỗi lần dùng 8g, thêm táo một trái, sắc uống, hoàng kỳ lục nhất thang, cục hương. Trị người dìa tức mệt, bức rứt, nghiên hoàng kỳ, trần bì, bỏ sơ trắng, mỗi thứ 20g, tán bột, mỗi lần uống 12g, gừng, mè, một chén nhỏ, nghiền nát. Trị nôn ra máu không dứt, hoàng kỳ 10g, tử bối phù bình 20g, tán bột, mỗi lần uống 4g với nước gừng và mật, thánh tế tổng lục. Trị mồ hôi tự ra, bạch truật 80g, hoàng kỳ 40g, phòng phong 40g. Tán bột, mỗi lần dùng 12g, thêm gừng 3 lát sắc uống, ngọc bình phong tán, đan khê tâm pháp. Trị ung thư, mụn nhọt, lâu ngày có mủ mà không vỡ ra, đương quy 8g, hoàng kỳ 16g, tạo giác tích 6g, xuyên khung 12g, xuyên sơn giáp, sao 4g, sắc uống. Trị ung thư, mụn nhọt, phá mủ mà vết thương không gom miệng, cam thảo 8g, hoàng kỳ 12g, mẫu lệ 12g, ngũ vị tử 4g, nhân sâm 12g, phục linh 12g, sinh khương 12g. Sắc uống ấm, hoàng kỳ nhân sâm mẫu lệ thang, tứ thánh tâm nguyên. Trị tiểu không thông, nghiên hoàng kỳ 8g, nước 2 chén, sắc còn 1 chén, uống nóng. Trẻ con dùng phân nửa. Tổng vi luận, trị bạch độc do khí hư, hoàng kỳ, sao với muối, 20g, phục linh 40g, tán bột, mỗi uống 8g với nước. Trị khát, bổ hư, nam nữ suy nhược, hồi hộp, đái đường, sắc mặt vàng úa, không ăn uống được, hoặc trước khát sau lỡ nhọt, hoặc trước lỡ nhọt sau khát, tiêu khát, nên uống thường thuốc này để bổ khí huyết và an hòa ngũ tạng lục phủ, phòng chống được các loại bệnh ung thư. Niên hoàng kỳ, cắt bỏ đầu đuôi, 240g, trong đó lấy một nửa sấy khô, tán bột, phấn cam thảo 40g, trong đó 20g dùng sống, 20g sao vàng tán bột. Mỗi lần uống 8g với nước sôi, ngày 3 lần, hoặc có thể sắc uống. Trị trường phong, tả huyết, hoàng kỳ, hoàng liên, lượng bằng nhau. Tán bột, trộn với bột miến làm hoàng, uống. Trị cơ bị nhiệt, táo nhiệt, mắt đỏ, mặt hồng, mạch hồng đại mà hư, hoàng kỳ 40g, đương quy, tẩy rượu, 8g, sắc uống lúc đói. Trị tiểu ra máu, có khi buốt rát đau không chịu nổi, hoàng kỳ, nhân sâm, liều lượng bằng nhau, tán bột, lấy một củ đại la bạc, củ cải lớn, sắc ra 45 miếng, bằng ngón tay lớn, tẩm với 80g mật, sao cho tới khi nào hết mật. Chấm bột thuốc ăn khi nào cũng được hoặc uống với nước muối, vĩnh loại kiềm cương. Trị ho ra máu mũ, vì trong hư có nhiệt, không thể dùng thuốc mát được, cam thảo 40g, hoàng kỳ tốt 160g, tán bột, mỗi uống 8g với nước nóng. Trị cơ quan sinh dục ngứa, hoàng kỳ, nhân sâm, mỗi thứ 40g, tán bột, long não tốt 4g, dùng nước cốt ngó sen làm viên bằng hạt đậu xanh, mỗi lần uống 20 viên với nước nóng, bản sự khương. Trị chóng mặt, hoa mắt, cơ thể suy yếu, ít ăn. Và trong kinh băng huyết, sa trực trường, sa tử cung do khí hư, bạch cực, cam thảo, đảng sâm đương quy, hoàng tồi mỗi thứ 12g, xài hồ 6g, thăng ma 4g, trần bì 6g, sắc uống, bổ chung ích khí thang, tỳ vị luận. Trị phát sốt do huyết hư và chứng muốn phát do huyết hư sau khi mất máu nhiều, hoàng kỳ 40g, đương quy 8g, sắc uống.
thêm một ít đồng tiện uống, đương quy bổ huyết thang, nội ngoại thương biện hoặc luận.